nào hồi nãy mình đánh văng qua đây không? Có phải trái này không? Ừ, đúng rồi, cảm ơn bạn nha. Có gì đâu, mấy bạn tập dưỡng sinh vui vẻ nha. Ý bạn là gì? Thì con gái chơi mấy cái trò nhẹ nhàng tình cảm này là đúng rồi. Chứ mấy trò mạnh nhơ, đá banh có hay đâu. Chơi đánh cầu lông là đúng rồi. Vậy mình thách hai bạn đánh một ván cầu lông với tụi mình. Được, chơi luôn. Nếu thua, hai bạn phải bao tụi mình ăn khoai tây lắc nha. Còn nếu hai bạn thua thì sao? Thì mấy bạn muốn gì cũng được. Là bạn tự nói đó nha. Mấy bạn chuẩn bị chưa? Mình chuẩn bị giao cầu nữa nha. Muốn giao cầu chấm xét đó. Đánh đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải trái cầu vừa sạc lửa rồi bay qua đây phải không? Chắc là nhìn nhầm thôi. Là gì có chuyện đánh mạnh tới nỗi trái cầu nẹt lửa được. Thôi, nhường cho hai bạn giao cầu trước đó. Đó chúng người một cái là banh xác luôn á. Sao hả? Có muốn thi đấu nữa không? Thôi, bọn mình chừa rồi, bọn mình xin thua. Vậy mấy bạn có học được gì qua trận đấu này không? Có. Phải tôn trọng sở thích của người khác. Không nên so sánh, chơi bài ai hết, vì mỗi người đều có sở trường riêng. Đúng rồi, bây giờ đi ra chợ ha. Mình có nhiều